Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí, thể thao, lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2023, tối qua, tại công viên biển khu vực Hà Khê, sân khấu nghệ thuật tuồng được khai mở phục vụ đông đảo người dân và du khách. Là đêm hội đầu tiên được tổ chức trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật thuộc lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê, dù chưa phải là đêm cuối tuần, nhưng sân khấu nghệ thuật tuồng vẫn thu hút rất đông sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của người dân địa phương và du khách gần xa. Với nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng bài bản, sân khấu nghệ thuật tuồng trở thành món ăn tinh thần bổ ích, lý thú trước thềm lễ hội cầu ngư vào ngày 10 tháng 2 nhằm 20 tháng Giêng năm Quý Mão. Tôi rất thích thú và ấn tượng với show diễn nghệ thuật này. Tôi theo dõi các tiết mục từ đầu đến cuối và nhận thấy, dù không phải được tổ chức trong sân khấu trong nhà, nhưng những màn biểu diễn đều đầy màu sắc và rất thu hút. Tôi rất thích Việt Nam và đã học tiếng Việt tại Đà Nẵng được 2 tháng rồi và rất vui khi có mặt ở đây tối nay. Có những cái lễ hội như thế này là dịp để mà bà con người ta quay về với nhau. Có những bà con bây giờ hiện nay không còn ở cái vùng này, nhưng nhờ có cái lễ hội cầu ngư Thanh Khê, do đó bà con về với cái lễ hội và cũng có cái điều kiện để rồi mình cũng được phục vụ bà con trong cái dịp này. Ngoài sân khấu tuồng, ban tổ chức lễ hội cầu ngư quận Thanh Khê năm 2023 còn tổ chức những đêm hát bài chòi với các sân chơi văn hóa nghệ thuật, thể thao, giải trí khác. Trước và trong phần chính thức của lễ hội cầu ngư được diễn ra tại sân khấu chính đền thờ ngư ông Phú Lộc.